chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với Vui Cùng Bolero, chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Quý vị thân mến, như vậy là một tuần nữa lại trôi qua, chúng ta lại cùng gặp nhau. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những giai điệu bolero quen thuộc, đặc biệt sẽ được bật mí với quý vị và các bạn, đó chính là hai đội chơi ngày hôm nay đều là những gương mặt mà quý vị yêu mến bởi giọng hát rất ngọt ngào, trầm ấm và đặc biệt đã chinh phục rất nhiều trái tim của quý vị khán giả với những giai điệu âm nhạc quê hương, trữ tình và bolero. Bây giờ, chúng ta hãy cùng làm quen họ nha. Đầu tiên, mời quý vị cùng gặp gỡ với đội chơi mang tên Sài Gòn Xưa. Lời đầu tiên xin phép cho nhóm Sài Gòn Xưa xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Nhóm Sài Gòn Xưa thành viên gồm có 3 người. Đây là thành viên trẻ nhất của đội ạ. Mình là Huy luôn ạ. Thành viên khác đỡ trẻ hơn tên là Yến Xuân. Còn mình là Thiên Bảo. Thế thì tại sao mình đặt tên là Sài Gòn Xưa vậy? Số tuổi của ba bạn trong thành viên này cộng lại thì chắc là cân cũng nặng lắm. Nhưng mà tuy xưa nhưng mà không có cũ. Hot trend bây giờ là cái gì cũng xưa xưa. Cô ba Sài Gòn Xưa, cô bốn Sài Gòn Xưa, cậu năm Sài Gòn Xưa gì đó. I yêu cô ba Sài Gòn. Nhưng mà chúng tôi là nhóm Sài Gòn Xưa nhưng mà không có cũ. Tất cả đều mới, tươi và xưa. Mình có cái slogan nào khi đến với Vui Cùng Bolero ngày hôm nay không? Sài Gòn Xưa, xưa mà không cũ. Hy vọng là Sài Gòn Xưa sẽ thể hiện thật là mạnh mẽ, đặc biệt là cái vốn kiến thức về âm nhạc của mình ngày hôm nay để giành chiến thắng. Và ngày hôm nay, Sài Gòn Xưa sẽ cùng đối đầu với một đội chơi mà tin chắc rằng là quý vị khán giả sẽ rất yêu mến đội chơi này với những giọng hát ngọt ngào và những gương mặt cực kỳ quen thuộc. Hãy cùng chào đón đội TKT. TKT, chưa giờ thấy hai xoáy ca áo trắng. Chính giữa là một mỹ nhân phải không nào? Mình hãy giới thiệu về mình cho các quý vị khán giả được biết ạ. Nhóm TKT xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Dương Ngọc Thái, Uyên Trang và Châu Gia Kiệt là ba người bạn rất là thân. Cùng anh em chung với nhau đi hát nhiều show với nhau và nhiều chương trình với nhau. Bữa nay mới được có mặt một cái game show rất là vui như thế này để cùng với đội Sài Gòn Xưa. Chúng ta cùng nhau chiến thắng. Yeah. Yeah. Và đặc biệt là tên TKT, hẳn là quý vị khán giả cũng thắc mắc là có nhóm nhạc HKT và TKT là cái gì? Có phải là cái nhóm nhạc phiên bản 2 của HKT không? Thì mình giải thích chút xíu. TKT là tại sao? Tại vì Thái tên Thái chữ T đầu. À. Trang thì là chữ T đầu. Còn Kiệt là chữ K giữa. Nên là TKT. Bữa nay là thấy anh chàng đẹp trai có nè. Có một anh gọi đò chuyên nghiệp nè. Còn có một người đứng giữa là gặt hái nhiều giải mai vàng lắm rồi. Với dòng nhạc dân ca và trữ tình phải không nào? Hy vọng là ngày hôm nay sẽ là một ngày thi đấu rất là căng thẳng và hồi hộp, nhưng mang nhiều tiếng cười đến quý vị. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với vòng thi đầu tiên của Vui Cùng Bolero mang tên Đoán Nhanh. Vòng 1 Đoán Nhanh. Hai đội sẽ nghe một đoạn nhạc bằng guitar và nhấn chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng tên bài hát nhận được 2 điểm. Hát thêm một đoạn bất kỳ trong bài hát đó nhận thêm 2 điểm. Trường hợp đội nhấn chuông trả lời sai hoặc không trả lời được, đội còn lại nếu trả lời đúng tên bài hát chỉ nhận 1 điểm. Hát thêm một đoạn bất kỳ trong bài hát nhận được 2 điểm. Vòng 1 có tổng cộng 10 bài hát, đội đoán đúng cả 10 bài hát sẽ nhận được thêm 20 điểm. Chào mừng quý vị đang đến với vòng 1 của Vui Cùng Bolero. Vòng 1 mang tên Đoán Nhanh, rất dễ thôi, sẽ có 10 bài hát được rải lên bởi ngón đàn điêu luyện của nghệ sĩ guitar Lê Huy. Và hai đội chỉ việc là nhấn chuông giành quyền trả lời mà thôi. Và hy vọng rằng là hai đội toàn là những gương mặt, những giọng hát rất là mê đắm lòng người. Hy vọng là hai đội sẽ có một màn tranh tài vô cùng gây cấn. Bây giờ mình thử chuông nào, xin mời đội TKT thử chuông. Đấy, rồi, xin mời đội Sài Gòn Xưa. Hôm nay TKT và Sài Gòn Xưa để xem ở vòng đầu tiên đội nào sẽ là đội chiếm ưu thế. Chúng ta cùng đến với đoạn nhạc thứ nhất, xin mời. Chúng ta đã có tín hiệu của đội TKT và đáp án của các bạn là gì ạ? Đó là bài Thuyền Hoa. Đó là bài Thuyền Hoa, phải không ạ? Đúng rồi. Thuyền Hoa là đáp án chính xác. 2 điểm đầu tiên dành cho đội TKT. Có vẻ cho ra kịp nhanh tay nhỉ.
Lâu ngày gặp lại có vẻ lẹ nhỉ. Xin chúc mừng, bây giờ mình hát một đoạn nhạc trong bài này để mình lấy 2 điểm nữa. Xin mời. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta thức vội lên. Thuyền sông dài, thuyền hoa rơi, thuyền hồng đang biển cười tươi sáng. Xin được chúc mừng 2 điểm nữa dành cho TKT. Đội TKT đã khởi động, đội Sài Gòn xưa cũng hãy khởi động nha. Bây giờ là cơ hội dành cho các bạn, đoạn nhạc thứ 2 bắt đầu. Tình cha. Tình cha. Xin mời TKT. Tình cha. Hay đội này vô có chơi không? Dạ chị mình chơi nha chị. Dạ. Bây giờ đáp án của TKT là gì ạ? Tình cha. Tình cha hoàn toàn chính xác, 2 điểm. Yeah. Tiếp tục hát sẽ lấy thêm 2 điểm nữa. Hát đi. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu. Xin được chúc mừng 2 điểm nữa dành cho TKT. Đang Sài Gòn xưa cẩn thận nha. Chỉ mới có 2 vòng đầu, chứ đợi một hồi nữa anh Dương Ngọc Thái anh gọi đò về nữa là nhiều lắm. Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Mình phải cẩn thận. Bây giờ là bài hát thứ 3, xin mời. Quá quen, quá quen. Xin mời Sài Gòn xưa. Duyên phận. Duyên phận, duyên phận. Và 2 điểm dành cho đội mình, chúc mừng. Tôi cứ ngỡ bài này là Uyên Trang phải bấm ngay để Uyên Trang trả lời và hát luôn. Nhưng mà không sao, ở bên đây Sài Gòn xưa đã trả lời chính xác và chúng tôi đang lắng nghe. Sài Gòn xưa hãy cất giọng hát để mang về cho đội mình 2 điểm nữa. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Xin được chúc mừng 2 điểm nữa dành cho đội mình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với đoạn nhạc thứ 4, xin mời. Sài Gòn xưa tiếp tục là đội Chiến Bộ Thế, xin mời. 5 4 3 3. Mưa đêm tỉnh nhỏ. Mưa đêm tỉnh nhỏ, đó chính là đáp án. Chưa chính xác. Bây giờ đội TKT sẽ được lắng nghe lại đoạn nhạc vừa rồi để chúng ta có thể đoán lại một lần nữa. Và nếu trả lời đúng chúng ta chỉ được 1 điểm mà thôi. Lưu ý nha. Xin mời nghệ sĩ Lê Huy. Ta vẫn chưa có đáp án luôn. Chúng ta có đáp án không ạ? Mình thì mình nghĩ là bài Đoạn Tuyệt. Đoạn Tuyệt á. Mình vẫn quyết định giữ Đoạn Tuyệt hay sao ạ? Rồi thì đoán đại thôi. Đoán đại thôi ha. Đoán thôi ha. Rồi, thôi đi. Đoạn Tuyệt, Đoạn Tuyệt. Đoạn Tuyệt. Và đó chính là đáp án không chính xác. Đáp án chính xác của đoạn nhạc này đó chính là Vòng Nhẫn Cưới. Ủa gì cái chết? Cửa đó em đeo đưa đón hoa đang sang. Bây giờ nè, mình bấm chuông ca được lấy 2 điểm nè. Bấm chuông. Bấm chuông. Bấm chuông. Uyên Trang rất là lẹ luôn. Bây giờ mình ca lấy 2 điểm, xin mời. Vòng nhẫn cưới đó em đeo, xây đất cửa hoa đang sang. Từ ba này nè. Ở đây tất cả bao nhiêu khối sợi ra. Xin cảm ơn tiết mục rất vui của các bạn. Hát không rộng mẹt như câu nào hết trơn trời. Cho nên là mình hát nhưng mà không có được điểm nha. Lần sau mình cố gắng nha. Bây giờ đoạn nhạc tiếp theo dành cho 2 đội, xin mời. Xin mời Sài Gòn xưa. Phận Tơ Tầm.
Phần tơ đầm. Huy Luân rất là nhanh chóng, như hồi nãy là Huy Luân bấm luôn, phải không ạ? Đúng rồi. Và trả lời cũng hoàn toàn chính xác. 2 điểm dành cho Sài Gòn Xưa. Hát để lấy thêm 2 điểm còn lại. Người có thương thân tôi nghệ sĩ thì đừng có thương như thương hại người. Em tụi không câu đó. Hát câu thôi. Rồi, hát đúng một câu là đã được 2 điểm rồi. Nhưng mà hy vọng rằng những bài sau mình biết nhiều hơn chút, mình ca nhiều phục vụ khán giả nha. 2 điểm dành cho Sài Gòn Xưa, chúc mừng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã nghe 5 đoạn nhạc đầu tiên. Vẫn hai đội đang cân bằng nhau. Chúng ta chỉ mới đi được nửa chặng đường của vòng 1 mà thôi. Bây giờ là đoạn nhạc thứ 6, xin mời hai đội cùng nghe. Xin mời Sài Gòn Xưa. Lời yêu thương. Quá nhanh, quá tuyệt vời. Bây giờ Sài Gòn Xưa hát luôn để lấy 2 điểm. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm. Và mặt trời cô hiền như đây, trên vai em buông lưng cho anh mơ mộng. Hey! Em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng dừa là lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm áp trong lòng hoài. Xin cảm ơn Sài Gòn Xưa và 4 điểm tuyệt đối cho đoạn nhạc này dành cho Sài Gòn Xưa. Bây giờ là đoạn nhạc thứ 7, xin mời. Chuyện tình không dĩ vãng. Chuyện tình không dĩ vãng. Không phải. Đó chính là đáp án chưa chính xác. Đội Sài Gòn Xưa sẽ được nghe lại đoạn nhạc và chúng ta đoán, đoán đúng chỉ được 1 điểm mà thôi. Xin mời. Nhanh quá. Mưa đêm tình mưa nhỏ. Mưa đêm tình nhỏ. Dẫn chuông, dẫn chuông đi, dẫn chuông đi. Rồi, trả lời. Mưa đêm tỉnh nhỏ. Mưa đêm tỉnh nhỏ, 1 điểm nữa dành tặng cho các bạn. Bây giờ mình hát để lấy thêm 2 điểm còn lại. Xin mời. Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ. Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. 2 điểm chúc mừng Sài Gòn Xưa. Rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta còn 3 đoạn nhạc nữa. Đoạn nhạc thứ 8 bắt đầu, xin mời. Xin mời TKT. Chuyện tình không dĩ vãng. Chuyện tình không dĩ vãng bây giờ mới chính xác. Xin chúc mừng. Hát thế nào, lấy thêm 2 điểm. Vàng cây lá bay, đôi tay ngày buồn mang suy tư về. Để đôi mắt nhung, kiều xa môi mềm, tìm đến bên mê. Hát cái này câu đấy. Xin được chúc mừng 2 điểm dành cho TKT. Đoạn nhạc thứ 9 nhanh chóng bắt đầu. Xin mời TKT. Đoạn tuyệt. Và lúc này chính xác là đoạn tuyệt đấy ạ. Đã nghe giọng hát của TKT. Chào nhau thôi này, rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. 2 điểm nữa chúc mừng TKT. Và như vậy 9 đoạn nhạc đã trôi qua rồi, chúng ta chỉ còn 1 đoạn nhạc duy nhất nữa mà thôi. Bây giờ hãy lắng nghe đoạn nhạc cuối cùng. Xin mời Sài Gòn Xưa. Chỉ mấy đoạn nhạc đầu tiên thôi, đáp án là gì ạ? Ai bấm mà ngồi suy nghĩ. Tôi nhận là cố nhân. Bà gì ạ? À? Xin gọi nhau là cố nhân. Xin gọi nhau là cố nhân. Tại sao lúc này chúng ta có bàn bạc cái vụ gì ở đó, có khúc mắc gì không ạ? À, nó hơi có một chút xíu tranh luận, nhưng mà sau khi đã cấu xé nhau rồi thì đưa tới một cái quyết định rất là hòa bình. Xin gọi nhau là cố nhân. Và đó chính là đáp án chính xác. 2 điểm dành cho Sài Gòn Xưa.
Bây giờ hát một đoạn để lấy 2 điểm nữa, xin mời. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, giang mắt trời mưa, phố xưa buồn tênh. Xin được chúc mừng. Hát từ đó thôi đủ lấy điểm rồi phải không ạ? Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa khép lại vòng đầu tiên của Vui cùng Bolero mang tên Đoán Nhanh. Và hai số điểm của hai đội lần lượt là 16 và 19 điểm. Và đội đã mang về nhiều điểm hơn, đó chính là đội Sài Gòn Xưa. Nhưng Sài Gòn Xưa đừng quá vội mừng, chúng ta mới vòng đầu tiên mà thôi. Và mặc dù chỉ có 16 điểm nhưng mà đội TKT hoàn toàn có khả năng quay trở lại ngoạn mục trong vòng thi thứ hai. Chính vì vậy, ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với vòng thi thứ hai. Và trước khi đến với vòng này thì chúng ta vẫn phải gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ của ta Lê Huy đã mang đến những giai điệu thật hay. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với vòng 2 của Vui cùng Bolero. Vòng 2 đoán đúng, có 2 lượt thi ứng với 2 tên bài hát. Hai đội tiếp tục nhấn chuông để giành quyền trả lời. Mỗi bài hát có 5 gói dữ liệu tương ứng với 5 mức điểm thưởng. Gói dữ liệu đầu tiên 50 điểm, gồm 3 hình ảnh có liên quan đến tên bài hát. Trong 1 phút đầu tiên, đội nhấn chuông đoán đúng tên bài hát nhận tròn 50 điểm. Trường hợp đội nhấn chuông trước đoán sai hoặc không đoán được, đội tiếp theo nhấn chuông trả lời đúng tên bài hát trong khoảng thời gian còn lại nhận tròn 50 điểm. Nếu sau 1 phút đầu tiên không đội nào đoán đúng tên bài hát, MC sẽ đọc dữ liệu thứ hai trong 1 phút tiếp theo. Gói điểm thứ hai sẽ chỉ còn 40 điểm và gói điểm sẽ giảm dần ở các dữ liệu tương ứng với phút thứ ba, thứ tư và phút thứ năm. Chào mừng quý vị đã đến với vòng 2 đoán đúng của Vui cùng Bolero. Ở vòng 2 này rất thú vị ở một chỗ là nhiều vị khán giả theo dõi chương trình đã có phản hồi rằng khi mà nhìn vào những hình ảnh gợi ý đó, rất là nhiều những bài hát được mường tượng tới. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta kết nối những cái dữ liệu lại với nhau và chúng ta sẽ có một cái sự phán đoán cần thiết, cũng như là có một cái kho tàng các nhạc phẩm Bolero thật nhiều nữa thì chúng ta mới dễ dàng đưa ra đoán chính xác. Tin chắc là ngày hôm nay hai đội chơi đều là những gương mặt đã quá quen thuộc với dòng nhạc trữ tình quê hương và Bolero rồi. Thì hy vọng hai đội sẽ có đáp án ở ngay lượt gợi ý đầu tiên. Chúng ta có 2 lượt thi nhớ nha. Bây giờ là lượt thi đầu tiên và hãy cùng đến với 3 ô hình của lượt thi này. Mở. Gói số 1 50 điểm, 3 hình ảnh. Và bây giờ là thời gian suy nghĩ và giành quyền trả lời. Bắt đầu. Phân tích nha. Rồi. Núi ha, đi trên núi ha. Nhìn qua gương ha, ống nhòm ha. À. Bài hát liên quan tới 3 cái này. Chúng ta cùng suy nghĩ nha. Chúng tôi đã có phần giành quyền trả lời của đội Sài Gòn Xưa. Bây giờ hãy đưa ra đáp án, sự phân tích dành cho mình. Đầu tiên là Xuân thấy trên màn hình có hình cô gái nhìn vào gương, thì có thể là điều đó biểu hiện lên là nhan sắc của một cô gái, một cô gái đẹp hoặc nhan là... sắc một cô gái là nói về nhan cái sắc cái gì đó dĩ vãng à. À đó. Rồi cái nhan sắc của gái đẹp liên quan đến dĩ vãng ta. Thì dĩ vãng thường là cô gái trẻ trung hơn. À là thanh xuân, thanh xuân. Thanh xuân sẽ nhớ là những cái ngày xưa. Rồi tiếp tục. Rồi còn cái thứ hai là cái ống nhòm là sau lưng ha. Thiệt ra thì Luân có một cái suy nghĩ nó cũng không biết là có đúng hay không. Thứ nhất là cái ống nhòm thì là mình trông chờ một cái gì đó. Trông chờ. Cái ngọn núi thì có thể là hình ảnh Hoàng Trọng Phu. Thường thường Hiếu mà dùng ống nhòm để nhìn lén nha. Là thôi, nhưng mà đến này là nhiều khi là như vậy. Cô gái sẽ trông chờ một cái điều gì đó xa xăm mà ở đằng xa nó lại là hòn đá. Vâng, có nghĩa là cô gái trông chờ điều gì xa xăm đang vướng trên núi. Bây giờ là lúc mà Sài Gòn Xưa sẽ cho chúng tôi biết đáp án tên bài hát mà các bạn đã tìm ra là gì. Xin mời. Mấy bạn nghĩ sao nếu mà nó là Linh Hồn Tượng Đá? Nếu mà Linh Hồn Tượng Đá với lại Hòn Giọng Phu thì cái nào hả? Linh Hồn Tượng Đá. Còn bên đây là Hòn Giọng Phu đúng không? Linh Hồn Tượng Đá. Năm. Hãy thể hiện tình cảm cho Linh Hồn Tượng Đá đi nào. Yeah. 1, 2, 3. Rồi nhóm quyết định là Linh Hồn Tượng Đá. Linh Hồn Tượng Đá. Hỏi chơi đội bên đây thấy như thế nào với đáp án Linh Hồn Tượng Đá? Em nghĩ đáp án khác. Anh nghĩ cái gì? Anh không biết. Vậy mà anh Dương Ngọc Thái bây giờ anh chăm chú lắm. Dương Ngọc Thái đi nhìn có vẻ như là ồ, ta đây khá là nguy hiểm nha. Thưa quý vị,
linh hồn đấy. Tượng đá, đó chính là đáp án. Chưa chính xác. Chúng ta còn 29 giây còn lại để cho mình suy nghĩ, cho nên đội mình tiếp tục bàn tính. Thời gian suy nghĩ còn lại bắt đầu. Vậy thì có thể, rất có thể bài hát này hát về du lịch chẳng hạn. Thấy người nhà đi leo núi, có ông dòm, hợp lý ha. Bạn gái đi okay. nữa. Hết giờ rồi, bây giờ đội TKT, các bạn có đáp án không? Đón đại đi. Bài trộm nhìn nhau. Trộm nhìn nhau, phân tích nào. Cái ống nhòm là là nó nhìn trộm. Là nhìn trộm. Chơi cái này hai đứa mình ve cái nè. Đó, tôi cũng đó, thấy không? Yeah. Cái ống nhòm thường là nhìn lén trong thế nào mà nhìn. Đúng rồi, đâu ai nhìn đó. Mình thường mà nhìn mình đây. Tiếp tục. Rồi, cái bên này là giống như là một cái dung nhan, người ta soi gương là ta sẽ nhìn coi dung nhan của mình như thế nào. Rồi vách núi thì sao? Có lý. Đúng rồi. Có cái vách núi này thì nãy giờ tôi nghĩ. Bây giờ là quyết định đáp án cuối cùng dành cho mình. Đúng, xin mời. Bài đó đúng rồi, chính xác rồi. Chính xác rồi sao? Đúng hả? Thì thôi, cái bây giờ có đón được cái đó thôi. À vậy hả? Đáp án cuối cùng. Đó là bài trộm nhìn nhau. Đó là bài trộm nhìn nhau và xin chúc mừng chính xác. Yeah. Thấy dễ chết. Này đón đại phải không? Hay ghê. Để cho mình nghĩ từ đầu rồi nhưng mà mình cái mối mình không nghĩ ra. Quá thông minh. Quá thông minh luôn. Yeah. Bây giờ đội TKT mình hát một đoạn trong bài Trộm nhìn nhau gửi tặng cho quý vị khán giả nha. Xin mời. Đôi khi anh trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào. Xin được chúc mừng TKT 50 điểm dành cho đáp án. Hy vọng là với lượt thi thứ hai này thì Sài Gòn Xưa hết sức bình tĩnh và TKT cũng vậy, hãy phát huy. Bây giờ chúng ta cùng đến với ba hình ảnh của lượt thi thứ hai. Mở. Hai trái thị phải không ta? Vú sữa. Vú sữa. Đồ vật chữ tạ nè. Một rừng lá đỏ phải không ạ? Thời gian suy nghĩ dành cho hai đội bắt đầu. Suy nghĩ chỉ có một phút thôi. Nhấn chuông trả lời trong thời gian này chúng ta sẽ có 50 điểm. Trời ơi sao mà để cái hình cái anh đó ngay chết giữa là không có tập trung được. Hoang mang đó chị, bị đánh lạc hướng à? Gần hết giờ rồi. Chết rồi. Gần hết giờ rồi, gần hết giờ rồi. Thời gian dành cho gói 50 điểm. Xin mời TKT. Hình như là nó là cái bài đem bộ vô thị hả? Có giới thị là có đem bộ vô thị vậy. Nhìn kiếm sau lưng là ông kiếm đang dòm lại phía sau. Đêm buồn phố thị. Đêm buồn phố thị. Đêm thì mình phân tích từ hình ảnh nào ra? Thị, có chữ thị đó. Cái có chữ thị là phố thị. Đêm thì mình lấy từ đâu ra? Chiều đêm, chiều xuống. Chiều xuống là đêm rồi. Ừ. Rồi buồn đâu ra? Buồn đó, người nó buồn, nó đứng dìm sau lưng. Ủa yeah. Đúng không? Không phải, phải đi vào phố thị không phải đâu. Bây giờ anh nói bây giờ. Đáp án cuối cùng. Đáp án vàng á. 5. Đừng nói lắm không? Ờ, tôi nghĩ. 4. Phát pháp. 3. Chiều hả vàng. Rồi, đó này đi. 2. Bây giờ, các bạn hãy. Chiều hả vàng hả? Không. Không phải. Đáp án cuối cùng. Đêm buồn phố thị. Đêm buồn phố thị. Còn 6 giây còn lại. Mời Sài Gòn Xưa đoán. Sài Gòn Xưa đang có những cái đáp án như sau nhưng mà không biết để đến cái anh không? Cái anh đô vật lạc loài vô đó. Ví dụ như ngày xưa hoàng thị. Bây giờ mình đưa ra đáp án, biết đâu trúng thì mình lấy 50 điểm, còn không trúng thì mình nghe gợi ý. Bây giờ đây có trái thị nè. Trái thị nè. Nó sẽ liên quan tới cái chữ thị, phố thị. Phố thị, đô thị, thị, đô thị. Ngày xưa hoàng thị dạ. Chẳng hạn rồi, tiếp tục. Lá thư đô thị hay là đại khái là phải có nhắc chữ thị vô để đúng cho rồi. Nó liên quan. Thì mình là ngày xưa hoàng thị hay là gì ạ? Chắc lá thư đô thị. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị. Mình hát thử một đoạn trong bài này nghe thử xem. Thôi, em đổi đáp án đêm đô thị. Đêm đô thị. Bây giờ tôi chỉ cho các bạn một cơ hội cuối cùng là chốt đêm đô thị hay lá thư đô thị. Đêm đô thị, giờ em chốt đêm đô thị đúng rồi. Tại vì trong đêm đô thị có trai. Có nghĩa là có một câu là người trai tráng yêu cuộc đời lai láng
thì ở đây có trai chưa đó. Chính xác. Trời, trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một gợi ý nữa, rồi sau đó chúng ta bấm chuông để giành quyền trả lời. Trả lời đúng chỉ được 40 điểm. Gợi ý tiếp theo là một bài hit của ca sĩ Trường Vũ. Xin mời DKT. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị. Đúng rồi, chính xác. Cái ông đó ông đô lắm. Đô, đúng rồi, đúng rồi. Lá thư đô. Thị. Có cái lá nữa đúng không? Đúng, lá. Chính xác. Quyết định luôn. Quyết định chưa? Hồi nãy bên đây đã phân vân đáp án đó rồi, bên đây không chọn đó. Đó, bởi vậy nãy không chọn nhưng mà mình nói đúng rồi. Bên kia đừng chọn, đừng chọn. Đừng chọn. Quyết định chưa? Yes. Rồi quyết định đi, quyết định. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị. Lá thư đô thị. Và đó chính là đáp án chính xác. Chúng ta hát được bài này không nào? Từ trước hùng gửi thăm tôi, mừng ngày thi sắp tới, nhưng tôi chưa trả lời. Câu câu thôi. Cảm ơn. Như bên này hát thêm câu nữa, nhiều hát hơn thêm câu nữa thì có được cộng điểm không? Ừ, được cộng điểm nhưng mà tính sau chương trình. Hay ghét vậy thôi. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong vòng 2 của Vui Cùng Bolero mang tên Đoán Đúng, thưa quý vị. Và số điểm của hai đội đến phút này như sau. Đội Sài Gòn Xưa đến lúc này đã xuất sắc mang về mới 19 điểm. Còn đội TKT 106 điểm, chúc mừng các bạn. Bây giờ tiếp theo chúng ta cùng đến với vòng 3 của Vui Cùng Bolero. Vòng 3 kết nối có 4 ô màu ứng với 4 từ khóa. Đội cao điểm nhất sau vòng 2 được chọn từ khóa trước. Các bạn sẽ có 1 phút 30 giây để suy nghĩ và viết ra những bài hát không giới hạn thể loại âm nhạc. 4 phút tiếp theo cho cả 3 thành viên trong đội thay phiên nhau hát câu có từ khóa. Thành viên nào sau 5 giây không có câu hát bị loại khỏi lượt chơi. Mỗi bài hát đúng không bị trùng nhau nhận được 5 điểm. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở vòng 3 của Vui Cùng Bolero. Sau 2 vòng thi, đội giành nhiều điểm nhất đó chính là đội TKT sẽ là đội được lựa chọn ô màu từ khóa ở lượt đầu tiên dành cho mình. Xin mời các bạn lựa chọn ô màu nào ạ? Mở. Màu hồng, xanh lá, xanh dương, vàng. Màu hồng đi. Màu hồng á, nữ chọn màu hồng. Chiều phải không? Lady first phải không? Rồi, màu hồng đó là từ khóa gì? Xin mời. Bài hát nhắc đến các con số từ đồng âm khác nghĩa cũng được chấp nhận luôn. Bây giờ thời gian suy nghĩ dành cho đội TKT bắt đầu. Nhắc đến các con số thì 0, 1, 2, 3, 4 nhiều lắm phải không ạ? Nhưng mà gắn với một bài hát nào đó thì quả thật phải biết thật nhiều bài hát thì chúng ta mới ghi ra được. Và hy vọng là quý vị khán giả ở nhà cũng đang làm điều đó với các ca sĩ. Thời gian suy nghĩ chỉ có vỏn vẹn là 1 phút rưỡi mà thôi. Để xem là quý vị có ghi ra được nhiều bài hát và hát đúng nhiều bài hát bằng các ca sĩ của đội TKT hay không. Chúng ta cùng chờ xem nha. Đặc biệt là từ đồng âm khác nghĩa với các con số cũng được chấp nhận, như là 3 hay là 5 mới cũng được chấp nhận luôn. Nghĩa là không đơn giản chỉ là con số như là số 3 mà là từ đồng âm mà khác nghĩa, như là cháu lên 3 hay là ba thương con cũng vẫn được chấp nhận. Nghĩa là miệng nó nói tới là 3, 4, 5 năm ngoái, năm này vẫn được chấp nhận. Cho nên chúng ta có rất là nhiều không đóng khung trong những con số không nha. Thưa quý vị, đã hết giờ suy nghĩ dành cho đội TKT rồi. Bây giờ 4 phút dành cho đội TKT bắt đầu. Không, tôi không còn yêu em nữa. Chuyển. Bà sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Chuyển. Không giờ rồi em ngủ đi em. Quá luôn. Không, đến với tôi nữa làm gì. Quá luôn. Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần đợi hồi ấm chưa thấy. Tết kiệt năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng nụ cười. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Quá lúc. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Quá kiệt. Thằng Sáu nó khen anh hoài. Nó nói nhỏ xíu mà con. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Chuyển luôn. Cho em một cây một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi. Chuyển luôn. Năm. Cháu lên ba.
4. Cháu lên bà, cháu thèm màu giáo. Cháu vô mẫu giáo nha. Rồi quá. Rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Uyên Trang, tiếp tục. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Chuyển. 2 năm rồi không gặp, gặp em đi đàn lấy chồng. Cơ hội còn lại cho Gia Kiệt lặp lại bài hát khác. 5, 4, 3, 2, 1. Cho Gia Kiệt tạm ngừng cuộc chơi. Xin mời Dương Ngọc Thái. Cho anh xin số nhà và cho anh xin biết tên đường và cho anh xin biết tên em luôn. Không có số. Chưa xin được số. Chưa xin được số. 5. Khi xưa ta bé tơ. 4, 3, 2, 1. Anh Dương Ngọc Thái ngừng cuộc chơi. Còn mình Uyên Trang thôi. Hát đi. Ngày xưa lên năm lên ba bên nhau vui ca, ta những khung trời nhỏ. Bài khác. Tiếp tục, còn thời gian nhiều lắm. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang dấu bụi đường trên vai. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thời gian còn rất là nhiều. Tuy nhiên là chắc là do áp lực của thời gian phải suy nghĩ ngay lập tức cho nên là đội TKT đã có một lượng bài khá là hạn chế thôi. Nhưng để xem là với áp lực như vậy đội Sài Gòn Xưa sẽ thể hiện mình như thế nào. Bây giờ đến lúc đội Sài Gòn Xưa lựa chọn ô màu dành cho mình. Xin mời. Xanh hy vọng đi, xanh dương đi. Chắc phải có thêm một chút hy vọng đi. Tại vì te tưa quá. Te tưa quá. Xanh dương ha. Dạ xanh dương. Xanh dương là màu hy vọng. Mở. Bài hát nhắc đến một trong hai chữ đi về. Trời ơi, sao thấy hy vọng giống như sắp bị tắt luôn. Đi về, nó gói gọn lại trong hai từ khóa thôi. Thì nói khó cũng có cái khó, nhưng mà thật sự cũng có cái dễ, phải không nào? Chúng ta không có bị rối rắm, mà phải suy nghĩ nhiều cái từ gợi ý khác nhau. Và quý vị khán giả, với lượt thi vừa rồi của TKT thì không biết là quý vị trả lời có nhiều hơn TKT hay không. Nhưng để xem là Sài Gòn Xưa với hai từ khóa là đi và về, họ sẽ thể hiện như thế nào quý vị nhé. Hội ý với nhau nha, chia bài với nhau nha, để chúng ta có thể có được nhiều bài hát và chúng ta hát liên tục, đừng để thành viên nào bị loại khỏi cuộc chơi nha. Chúng ta chỉ còn 20 giây nữa thôi, khẩn trương lên nào. 10 giây. 10 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Sài Gòn Xưa ơi, chúng ta bắt đầu tập trung nha. Nhớ là luân phiên hát liên tục, hát trọn vẹn một câu, hát rõ ràng để khán giả cùng nghe và theo dõi cùng chúng ta. Bây giờ chúng ta sẵn sàng nha. 4 phút dành cho Sài Gòn Xưa. Bắt đầu. Đi học về là đi học về, em vào nhà. Về đây em trở về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Tiếp tục. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi. Chuyển được rồi. Người về một mùa thu gió heo mây. Về đâu có nhớ chăng, nhưng vì sao long lanh. Em đi trên cỏ non mọc bên đôi đợt bờ đường đi. Em che nghiêng lông lá trên rụng rè. Tiếp tục à. Huy Luân à. Người ơi mau về đây, về bên bếp hồng tay cầm tay. Chuyển được rồi. Anh Thiên Bảo. Em về là với người hết rồi câu chăn cùng. Rồi, chuyển xuân vô luôn. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Tiếp tục, Huy Luân. Rồi đợi anh sẽ đưa em về nhà. Làm nhà gì? Nhà của đôi ta xinh xinh nhỏ bé. Tiếp tục, Thiên Bảo. Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Chuyển. Ngày mai trên đường phố này có những đêm khuya, có anh đưa em về sớm nhỏ xa lời anh đè. Anh Huy Luân vô. Đêm nay tôi đưa em về đường khuya sao trời lấp lánh. Thì bảo vô luôn. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Tiếp tục chuyển xuân. Về đây bên nhau ta nối lại. Rồi trùng rồi trùng. 5, 4,
về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo thề đi cuộn vòng. Chuyển Huy luôn. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về. Bảo vô. 5. Nhớ bao nhiêu, nhớ bao nhiêu? 4. 3. 2. Ngày xưa em đi. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Chiến Xuân vô. 5 4 3 2 Chiến Xuân tạm dừng cuộc chơi. Huy Luân tiếp tục. Theo anh em tìm về, theo anh em tìm về, thăm lại đường quê. Tiếp tục Thiên Bảo. Người ơi mau về đây, về bên bếp vòng này. Trùng. 5. Có rồi hả? 4. 3. 2. 1. Anh Bảo dừng cuộc chơi. Xin mời Huy Luân tiếp tục. Thời gian còn nhiều. 5. 4. Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về nghe nghe da 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 da. 3. Gió về miền xuôi. 2. 1. Gió về miền xuôi. Gió về miền xuôi. Hết giờ. Thưa quý vị, mặc dù còn đến 28 giây nữa nhưng mà đúng là hai từ khóa đi và về nói thì nhiều nhưng mà trong thời gian tích tắc thì khó mà nhớ ra được, phải không nào? Và như vậy là đội Sài Gòn xưa đã hoàn thành xong lượt thi đầu tiên của mình. Sau lượt đầu tiên của vòng thi kết nối, đội TKT hát được tổng cộng 16 bài nhân với 5 điểm một bài. Như vậy các bạn đã ghi thêm được 80 điểm. Đội Sài Gòn xưa hát được 18 bài nhân với 5 điểm một bài. Như vậy số điểm mà các bạn ghi thêm là 90 điểm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lượt thứ hai của đội TKT. Màu nào ạ? Màu xanh. Xanh lá, mở. Bài hát nhắc đến yếu tố quê nhà, quê hương hoặc là có một trong các chữ quê, nhà và hương. Thời gian suy nghĩ dành cho đội TKT bắt đầu. Thì quý vị sẽ cùng tìm hiểu, cùng nhẩm lại xem là với kho bài hát mà mình đã biết, đặc biệt là các bài hát về bolero, thì chúng ta sẽ có được bao nhiêu bài. Và đặc biệt trong phần thi này thì không chỉ là những bài hát về bolero đâu, mà chúng tôi còn chấp nhận cả những bài hát nhạc trẻ nè, nhạc thiếu nhi nè, nhạc trữ tình quê hương nè, nhạc rock nè, hay là bên cạnh đó là cải lương cũng chấp nhận luôn. Nhưng mà để xem là các đội với thế mạnh của mình sẽ tìm ra được bao nhiêu bài hát. Thời gian suy nghĩ chúng ta chỉ còn phần nữa mà thôi. Lúc này quý vị khán giả cũng thấy là mạnh ai nấy viết phải không ạ? Nhớ là vòng này là kết nối với nhau nha. Năm giây đếm ngược dành cho TKT suy nghĩ. 2 1. Hết giờ suy nghĩ. Chúng ta chỉ có 4 phút mà thôi. Hy vọng là lần này thì chúng ta sẽ có nhiều bài hát hơn. 4 phút dành cho TKT. Bắt đầu, xin mời. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Chuyển Nguyễn Trạc. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong. Chuyển luôn. Châu Gia Kiệt. Đêm đêm người mùi hương mùi hoa xứ nhà nàng. Hợp lý, vô. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mộng tơi xanh dần. Chuyển. Vùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thơ sinh tháng ngày sống riêng một mình. Châu Gia Kiệt. 5 4 chỉ chỉ đồng đội mình. 3 Không cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Tiếp tục anh Thái. Quê em hai mùa mưa nắng hai thôn nghèo đi. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao có dây leo kín ngoài. Anh Châu Gia Kiệt vô. 5 4 3 2. Số kiếp đó giấc mơ ngàn năm cho ta yêu mối duyên ban đầu. Cuộc tình mình như thế chẳng bao gì phải. Có chưa? Tình, hết giờ. Anh Kiệt đã bị ngừng cuộc chơi. Anh Hải tiếp tục. 5 Quê nhà hương gì cũng được. 4
Hương, Hương, chữ Hương. Ba. Hương, xin gọi tên em. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh với em từng kỷ niệm. Về đâu? Ở đây là về đâu? Đâu có nhà, đâu có quê đâu. Bài khác của Trang à? Năm. Anh ơi đâu thành ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Ok, tiếp tục. Năm. Bốn. Ba. Hai. Anh Thái tạm dừng cuộc chơi. Còn mình Uyên Trang thôi. Cô gái mạnh mẽ lên nào. Còn đến 40 giây hơn lận. Uyên Trang 5. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắm lơ. Tiếp tục bài tiếp. Anh có hàng nhờ danh, có hàng câu hò tắm cần. Tiếp tục bài tiếp theo Uyên Trang. Nhà anh bên lỡ làng em ở bên bồi. 5. 4. 3. 2. Về tới đầu làng. 1. Hết giờ. Khó lắm không? Dễ nhưng mà không có nhớ nổi. Không nhớ nổi. Như vậy là đội TKT hoàn thành xong lượt thi thứ hai của mình rồi. Rất là căng thẳng phải không ạ? À? Nếu ở nhà thì hẳn là chúng ta đoán khác rồi. Bây giờ Sài Gòn xưa, chúng ta chỉ còn một lựa chọn cuối cùng là màu vàng mà thôi. Hãy xem đó là gợi ý từ khóa gì dành cho đội mình. Mở. Nhắc đến yếu tố anh em. Wow, được ha. Nhắc đến yếu tố anh em là không chỉ anh em trong gia đình, anh em người yêu, anh em bạn bè nè. Đâu đó rất là nhiều thời gian suy nghĩ chúng ta bắt đầu. Từ từ thì quý vị cũng thấy là hẳn là có nhiều khán giả phản hồi trên Facebook của Hiếu á, nói rằng những bài hát đoán được thì nhiều lắm. Nhưng mà chắc là các ca sĩ và nghệ sĩ á, khi đứng ở đây áp lực thời gian cho nên là họ bị hạn chế. Mặc dù là có thể những cái bài hát đó các ca sĩ chúng tôi đã trình diễn nhan nhản ở các sân khấu lớn nhỏ để phụ quý vị khán giả rồi. Nhưng mà tuy nhiên vô cuộc thi, vô trò chơi thì lúc nào cũng vậy. Nó sự hồi hộp nó tăng lên rất là nhiều. Do là có thể là họ không nhớ kịp ra mà thôi. Để xem lần này với cái từ khóa gợi ý liên quan đến hai từ anh và em thì đội Sài Gòn xưa sẽ thể hiện như thế nào và mang về bao nhiêu bài hát đúng quý vị nha. 10 giây còn lại. 5 4 3 2 và hết giờ. Huy Luân, Chiến Xuân và Thiên Bảo, tập trung nha. 4 phút dành cho đội Sài Gòn xưa. Bắt đầu. Anh dìu em về đường về nhà em mưa. Vô luôn. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đã dối mình. Tiếp tục. Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mà áo the đi guốc mộc. Tiếp tục. Nhà anh, nhà em cách hai đoạn đường dài. Vô. Anh ơi lâu đài tình ái đó sẽ không có trên trần gian. Xin mời. Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Thôi nhé em đừng buồn làm gì. Anh ơi nếu mộng không thành thì sao. Chuyển luôn. Năm anh em trên một chiếc xe tăng như năm bông hoa nở cùng một thôi. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu. Về đây em trở về quá khứ. Đã cho đôi ta mộng mơ. Tiếp tục. Huy Luân. Không không tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Anh Thiên Bảo. Em ở nơi nào có còn mùa xuân không. Tiếp tục em ơi. Như anh được sống những phút đầu tiên. Có em cần bên như giây cuối cùng. Xin mời Huy Luân. Anh cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Thiên Bảo tiếp tục. Em ơi nép vào lòng anh má kỳ bên nhau ta nhắc chuyện ngày xưa. Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ. Huy Luân. Vô. Tôi đang lừa dối em mà sao em không biết. Những lời nói tình duyên với tôi không cần thiết. Trở lại bên Thiên Bảo. Khi em về chừng như sang đông. Trời tháng năm mà nghe lành lành. Bàn tay nằm ngón em vẫn kêu xa. Quá tuyệt vời. Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó.
đúng hay sao em? Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về. Anh em muốn yêu anh dài lâu, anh em muốn yêu anh đậm sâu. Chuyển luôn. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em nồng nàn, yêu em rộn ràng, yêu em chữa chàng. Tiếp tục. Em về là với người, hết rồi câu chăn gối. Không giờ rồi anh ngủ. Trùng rồi. Anh yêu em như rừng yêu thu giữ. Tiếp tục à. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Tiếp tục luôn. Thành phố nào nhớ không em, ngày Chủ nhật ngày của riêng mình. Tiếp tục. Đêm nay ai đưa em về, nghe bên hè phố vắng. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Em Bảo. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tiếp tục chị Xuân. À... Năm. Em ơi suốt đêm tao. Bốn. Ba. Em ơi hai. Suốt đêm hát rồi. Bài khác. Năm. Và mùa xuân trong đôi mắt em là mùa xuân tràn chứa hy vọng. Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Anh Thiên Bảo tiếp tục. Thương nhau rồi anh thường sợ khi xa. Chuyển liền thời gian. Anh mình lang thang trên phố dài không có em ai chung bước. Thưa quý vị, với chủ đề là anh em có vẻ như là đội Sài Gòn xưa, chiếm ưu thế khá nhiều khi hát được trọn vẹn 4 phút. Hát được đến giây cuối cùng, xin được chúc mừng. Quý vị, như vậy là vòng 3 của chúng ta đã vừa trải qua xong. Bây giờ là số điểm của từng đội ghi được trong vòng 3 như sau. Thưa quý vị, đội TKT, lượt thi thứ nhất của vòng 3 chúng ta hát đúng 16 bài mang về 80 điểm. Lượt thi thứ hai chúng ta chỉ hát đúng có 13 bài thôi mang về 65 điểm. Như vậy là trong vòng 3 chúng ta ghi được 145 điểm. Còn với Sài Gòn xưa, đối thủ đáng gồm đây. Lượt thi đầu tiên đến 18 bài hát đúng mang về 90 điểm. Lượt thi thứ hai đến 35 bài hát đúng, chúng ta có thêm 175 nữa. Số điểm ghi được trong vòng 3 của đội Sài Gòn xưa là 265 điểm. Nhưng đó chưa phải là kết quả cuối cùng, vì chúng ta vẫn còn một vòng thi nữa. Mời quý vị ngay bây giờ đến với vòng thi thứ tư mang tên Hợp Sức. Vòng 4 Hợp Sức. Mỗi đội có một lượt thi, thời gian cho mỗi lượt thi là 4 phút. Ba thành viên sẽ ở 3 vị trí khác nhau. Thành viên thứ nhất nhận tên bài hát từ MC và diễn đạt lại cho thành viên thứ hai. Lưu ý, không được nhắc đến từ có trong tên bài hát bằng lời nói. Thành viên thứ hai chỉ được sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt cho thành viên thứ ba đoán tên bài hát. Thành viên thứ ba được đeo tai nghe để không nghe âm thanh bên ngoài, nhận thông tin từ thành viên thứ hai và đưa ra kết quả cuối cùng. Đoán đúng tên bài hát nhận được 50 điểm. Đặc biệt, nếu đoán đúng trong 30 giây vàng, ngay khi thành viên thứ hai diễn đạt sẽ nhận được 100 điểm. Đội có số điểm cao nhất sau 4 vòng được bước vào vòng đặc biệt. Bây giờ chúng ta đến với lượt thi của đội có số điểm nhiều hơn sau 3 vòng thi. Đó chính là đội Sài Gòn xưa. Lúc này, các vị trí xuất phát. Ca sĩ Huy Luân đang đứng ở vị trí đầu tiên, sẽ là người dùng ngôn ngữ lời nói, nè, hình thể nè để diễn đạt cho người thứ hai là ca sĩ có gương mặt khả ái. Chị Yến Xuân của chúng ta đây. Và chị Yến Xuân sau khi nhận được tín hiệu câu trả lời rồi sẽ diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể, không nhấp nháy môi nha, để cho người thứ ba là anh Bảo bên đó không hiểu gì hết. Thưa quý vị, đang nghe nhạc rất là lớn. Bây giờ hãy cùng chờ xem từ khóa dành cho đội Sài Gòn xưa là gì. Bắt đầu. Đây nha, từ khóa của chúng ta đây. Chúng ta có thể nhắc tên nhạc sĩ sáng tác nè. Chúng ta có thể diễn tả bao nhiêu từ ha. Rồi, nhớ chưa? Lên tên bài hát của mình. Thời gian dành cho Sài Gòn xưa bắt đầu. Trái tim bằng với cái đó, bằng với cái danh từ. Mình lấy đi, mình lấy đi thì mình làm gì? Mình lấy đi xong mình làm gì? Cái gì trên trời? Ban đêm. À, trên trời ban đêm có gì? 6 chữ, 6 chữ. À. Trái tim, lấy đi thì cái ngược lại với cái lấy đi là cái gì? Sau đó trên trời có cái gì? Trên trời có gì? Ban đêm, trên trời ban đêm có gì? 6 chữ. Sáu chữ chắc. Có đáp án chưa? Chưa có, tiếp tục đi. Một ca khúc của nhạc sĩ Lê Vinh.
6 từ trong tên bài hát. 6 từ. Cũng là bài hát có nhiều từ đấy. Trên trời, ban đêm thì có hai thứ. Có đó gì? Là hai từ cuối cùng của cái bài hát đó. Đó. Rồi. Thì khi mà mình lấy đi thì mình sẽ làm gì ngược lại cái đó? Ngược lại của lấy đi là gì? Có đáp án chưa? Lại đây là gì? Mình gợi ý đi, hai từ đầu tiên mình gợi ý làm sao cho hiểu được hai từ đầu tiên nào. Chúng ta đã trôi qua phần nửa thời gian rồi đó. Cái này là trái tim đúng không? Trái tim đại diện cho cái gì? Có từ đáp án bài hát chưa? Anh được rồi, gợi ý cho anh đi, y chang được chưa? Rồi xong, bây giờ anh có thể mở ra. Đúng rồi, rồi xin mời. Tim trao. À, từ từ ha. 30 giây vàng, còn 10 giây nữa. Gắn lên. Qua 30 giây vàng rồi. Bài có 6 từ. Bài có 6 từ. Tình yêu trở lại trăng sao. Chị đứng, chị làm có một động tác duy nhất, chị làm lại xem nào. Chị làm lại coi. Đó, tìm đưa ta. Đó, rồi. Mà đó được tình yêu trả lại trăng sao. Hay thiệt là hay. Thưa quý vị, tình yêu trả lại trăng sao đó chính là đáp án chính xác. 50 điểm dành cho Sài Gòn xưa. Thôi hết rồi, người đã xa tôi. Quên hết lời thì ngày xa xôi. Quên đường xưa lối đi ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi. Hai ta cùng chung lối. Một tràng vỗ tay thưa quý vị, chúc mừng Sài Gòn xưa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem là đội TKT có vượt qua được thử thách hay không, và nhân đôi số điểm của mình, tận dụng 30 giây vàng. Hãy đến với lượt thi của đội TKT. Và bây giờ chúng ta đang đến với lượt thi dành cho đội TKT. Như quý vị cùng thấy, vị trí xuất phát là anh Dương Ngọc Thái, vị trí đầu tiên được dùng lời nói và ngôn ngữ hình thể. Và tiếp theo là truyền tin qua cho Châu Gia Kiệt là chỉ dùng ngôn ngữ hình thể thôi. Còn Yên Trang là người nãy giờ không nghe gì cả. Bây giờ Hiếu sẽ gợi ý cho anh Dương Ngọc Thái tên bài hát của chúng ta là gì. Đây là tên bài hát của đội mình. Rồi. Nha. Rồi, không được dùng từ nào có trong tên bài hát nha. Rồi, thời gian dành cho TKT bắt đầu. Bài hát có 6 chữ. Nổi tiếng là cái bài hát này của nhạc quê hương mà Quang Lê rất là hát, rất nổi tiếng. Nổi tiếng Quang Lê nha. Biết chưa? 6 chữ. Đi đâu? Tới nhà. Yêu biết tên bài hát chưa? Ok. Rồi, ok. Rồi, không nói nữa. Bắt đầu diễn tả, 30 giây vàng, bắt đầu. Diễn tả bằng hành động thôi. Mở tài khoản. Về đâu mái tóc người thương? Về đâu mái tóc người thương? Yeah. Khoan nè, mình đang dừng ở còn trong 30 giây vàng. Anh Châu Gia Kiệt, anh biết bài gì không? Anh biết là bài gì ạ? Bài có 6 chữ. Có 6 chữ rồi. Nổi tiếng của Quang Lê. À. Về đâu mái tóc người thương? Cái này là đón đại hay là sao? Hả? Không, tại vì nãy thấy đi nè tóc Vâng, thưa quý vị, đó chính là đáp án của Châu Gia Kiệt thôi. Đáp án được ghi điểm có chính xác hay không, tôi hỏi lại Uyên Trang lần nữa. Rõ là Trang có để ý Thái diễn tả hồi nãy đúng không, và dựa vào gợi ý của Thái hay là của Châu Gia Kiệt mà Trang có đáp án cuối cùng? Của anh Thái. Tại vì
nhìn vuốt 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 mình đoán chữ tóc mà mình thấy là anh nói là có 6 từ thì mình nhẩm những cái bài có 6 từ rất là ít mà có cái chữ tóc là chỉ có cái bài về đâu mái tóc người thương thôi. Yeah, nói chung là hôm nay là Châu Chơi Kiệt đến đây chơi thôi chứ không có giúp gì cho đồng đội hết. Thưa quý vị, với việc tận dụng trong 30 giây vàng, nếu trả lời đúng thì số điểm sẽ được nhân gấp đôi. Và về đâu mái tóc người thương, đó chính là đáp án. Chúc mừng, chính xác. Mình sẽ hát một đoạn trong bài này gửi tặng quý vị khán giả được không nào? Xin mời. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nắng xòa tóc rồi để tóc đó anh Kiệt làm tóc lại ơi. Nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường xưa vẫn chưa mở lối. Chúc mừng là một phong trần trắng tay. Chúc mừng TKT. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua hai lượt thi dành cho hai đội ở vòng thi thứ tư mang tên Hợp Sức. Và lúc này tôi muốn nghe cảm nghĩ của hai đội như thế nào. TKT. Quá vui luôn à. Vui mà muốn rớt tim luôn. Nói chung là mình á, cái khoảng thời gian mình nó quá ngắn đi. Quá ngắn. Mình giống như mỗi lần mà Trang có một cái gì mà nó nhanh là hồi hộp. Rối lắm, hồi hộp lắm. Hồi hộp. Mặc dù đứng hai bên cạnh của mình là hai sói ca. Hồi hộp. Còn đối sai con xưa. À, thì đúng rồi, với cái trò chơi cần phải nhanh, cần phải nhớ rất là nhiều những cái bài hát. Đôi khi cái áp lực thời gian làm cho mình bấn loạn. Khi đội bạn làm thì mình đoán ra được rất nhiều bài. Nhưng mà tới khi mình rơi vào cái trường hợp đó thì bí luôn. Trời ơi, thấy có một cái chữ đó mà nó đi hoài, nó không đi được. Nó không đi tới nơi, thì bạn thấy đường ra rồi. Và như vậy là sau 4 vòng, thưa quý vị, Hiếu sẽ được công bố số điểm để xem đội nào sẽ là đội có mặt ở vòng đặc biệt. Sau 4 vòng, với việc ghi cho mình thêm 50 điểm ở vòng thi thứ tư Hợp Sức, thì đội Sài Gòn Xưa đã mang về cho mình số điểm là 334 điểm. Chúc mừng Sài Gòn Xưa. Còn với đội TKT thì sao? Đặc biệt tận dụng 30 giây vàng rất là xuất sắc, Uyên Trang đã giúp cho đội mình mang về 100 điểm nữa. Tổng cộng số điểm các bạn có được sau 4 vòng đó chính là 351 điểm. Chúc mừng. Và như vậy, đội TKT là đội đã góp mặt trong vòng đặc biệt của Vui Cùng Bolero. Xin được cảm ơn Sài Gòn Xưa. Vòng đặc biệt, đội chơi cử ra một thành viên duy nhất tham gia. Thành viên duy nhất có 2 phút để nghe 10 đoạn nhạc và đoán đúng tên bài hát tương ứng. Mỗi bài hát đoán đúng sẽ nhận được 1.000.000 đồng. Trường hợp thành viên duy nhất không đoán đúng, 2 thành viên còn lại đưa tín hiệu trả lời. Trả lời đúng mỗi bài hát chỉ nhận được 500.000 đồng. Chào mừng quý vị đã đến với vòng đặc biệt của Vui Cùng Bolero. Xuất sắc, có thể nói rằng là đội TKT phối hợp rất là tuyệt vời. Nhưng mà lúc này quý vị cũng thấy là phải có một thành viên chính đứng ở vị trí ghế nóng để có thể mang về cho mình số điểm cho mỗi lần trả lời đúng là 1.000.000 đồng. Và nhìn hai phe là biết được rồi, hai chàng sói ca nhìn anh nhường phải không? Sao mà để cho Uyên Trang một mình lẻ loi bên đó vậy? Giao em trọng trách nặng nề quá. Thật ra là để Trang á, từ trước đến giờ Trang hát cũng nhiều bài hát lắm nhưng mà không có nhớ tên bài. Không nhớ tên nhưng bài. Nhưng mà so với hai anh đó thì chắc khá hơn à? Cho nên mình thì phải đi lên đây ngồi. Thôi thì mình hôm nay hy vọng rằng là một bông hoa duy nhất trong đội sẽ mang lại sự khoe sắc và tỏa hương để ghi được nhiều bài hát hơn. Còn hai chàng sói ca đừng quên là chúng ta vẫn có thể tham gia. Khi mà Uyên Trang trả lời không được á, nếu mình biết mình sẽ giơ tay để giành quyền trả lời. Trả lời đúng mình mang về 500.000 đồng nha. Cho nên vẫn cứ tiếp tục ủng hộ và theo dõi hết mình để cho Uyên Trang có thể tỏa sáng. Và bây giờ vòng thi đặc biệt với 10 đoạn nhạc dành cho TKT xin được bắt đầu. Em ơi tình yêu thật là niềm mong. Bỏ qua. Em ơi đường về quê xa mấy bước đường về quê xa. Bỏ qua. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh. Bài này rất ta quen ta áo bài Điêu Thái quay về kỷ niệm lúc bên đây học có câu trả lời bên đây trả giơ tay trả lời có đáp án không không Trang có không cho qua đi cho qua luôn thương cho kiếp sống thay hương thân gầy gò người cho xóm xưa đôi khi muốn nói yêu ai nhưng ngại qua luôn qua luôn ơi có chăng nào mà tròn mãi không.
Qua luôn ha. Qua luôn. Qua luôn. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn. Bài này khá dễ nè. Qua ngõ nhà em. Chưa đúng. Khi đêm sang đông 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 đưa giờ nắng đã ngủ. Bài này tôi hát rồi mà sao tự nhiên tôi quên vậy? Đi qua nhà em. Qua không? Qua qua qua. Qua luôn. Đêm nay anh ngồi một mình. Qua luôn. Qua luôn. Trên dốc đá. Linh hồn tỉnh đá. Đúng. Chuyện tình nàng châu pha. Chưa đúng. Tôi xin kế xa nơi đây. Chuyện tình của tôi thôi. Chưa đúng luôn. Qua đi. Chuyện tình nàng trinh nữ tình thi. Chưa đúng luôn. Qua. Qua đi. Em đi anh đường anh có lẽ. Bởi không gì trời đôi ngã chi. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn. Em ơi tình yêu thật là qua đi, qua đi. Hết giờ. Cái bài hát không có tôi bài. Đi qua nhà em. Tôi tin chắc rằng là trong bài hát 10 bài này thì cả ba ca sĩ đứng đây có lẽ đã hát biết gần hết cái số lượng này rồi. Này nhưng mà để nhớ tên bài hát ngay lúc này thì khó phải không? 10 bài hát chúng ta đã bỏ qua các bài Chuyện tình nghèo, Gió về miền xuôi, Tuổi học trò, Kiếp nghèo, Chuyện một người đi, Gặp nhau làm ngơ, Chỉ có bạn bè thôi. Chúng ta trả lời đúng bài Linh hồn tượng đá. Chúng ta còn sót lại hai bài là Chuyện tình La Lan và Làm dâu xứ lạ. Rất tiếc phải không nào? Như vậy chỉ mang về thêm 1 triệu đồng cho đội của mình thôi. Cảm nghĩ của đội mình như thế nào sau khi tham gia ngày hôm nay ạ? Cũng như hồi nãy là mình cái chương trình này rất là vui, rất là hay. Và đúng cái dòng nhạc mình thích, cái sở trường của mình. Nhưng mà tại vì gấp quá không có nhớ. Một lần nữa cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đều vừa trải qua những vòng thi vô cùng hấp dẫn, gây cấn, khá là vui nhộn. Và đặc biệt là cho thấy rằng là dù cho chúng ta có là những người hát thật là hay, luôn luôn chinh phục khán giả bằng lời ca tiếng hát của mình, hay đứng trên rất nhiều những sân khấu lớn nhỏ, từ phòng trà đến sân khấu ca nhạc lớn, thì khi tham gia vào cuộc chơi, lúc nào cũng vậy, hồi hộp và áp lực về thời gian đã làm cho các ca sĩ chúng ta cảm thấy hơi bối rối chút xíu. Tuy nhiên, số điểm mà họ đã mang về trong Vui cùng Bolero ngày hôm nay cũng khá là cao. Đội Sài Gòn xưa ghi được 334 điểm, tương đương với số tiền các bạn nhận được là 16.700.000 đồng. Đội TKT, số tiền các bạn nhận được là 18.550.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Hy vọng rằng quý vị khán giả đã có những giờ phút thư giãn thật tuyệt vời. Chương trình Vui cùng Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội đã có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.